Chào bạn, tôi là Thúy Nga, là người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ. Vâng, có thể thấy bệnh phổi ngày nay ngày một phổ biến và tràn lan nhiều hơn đúng không ạ? Do khí hậu, do ô nhiễm môi trường và thậm chí là do thói quen sinh hoạt của bạn không được lành mạnh thì cũng sẽ dẫn đến những căn bệnh về hô hấp, về đường phổi của chúng ta. Và nếu như chúng ta không điều trị dứt điểm và kịp thời thì những căn bệnh về đường hô hấp cũng sẽ khiến cho sức khỏe của chúng ta suy giảm rất nhiều, ảnh hưởng đến các hệ cơ quan khác trong cơ thể của chúng ta và thậm chí nó còn có thể đe dọa đến tính mạng của bạn. Chính vì vậy, video ngày hôm nay thì Nga sẽ chia sẻ đến bạn một giải pháp vô cùng tuyệt vời có thể giúp cho bạn điều trị được dứt điểm các căn bệnh về đường hô hấp để cho bạn có được một lá phổi khỏe mạnh. Đó chính là sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế. Vâng, sản phẩm này thì được sản xuất chính hãng tại Hàn Quốc và được Korea Shop 24 giờ đang phân phối tại thị trường Việt Nam. Và trong thành phần của sản phẩm này được kể đến như là đông trùng hạ thảo. Vâng, đông trùng hạ thảo thì chắc chắn bạn đã biết đến tác dụng vô cùng tuyệt vời của dược liệu quý này rồi đúng không ạ? Nó đã được các nhà khoa học nghiên cứu và kiểm nghiệm lâm sàng trên rất nhiều các bệnh nhân bị hen suyễn hay viêm phế quản, những các triệu chứng về đường hô hấp khi mà sử dụng đến thành phần đông trùng hạ thảo thì có tác dụng rất tuyệt vời. Không những vậy, ở trong sản phẩm này nó còn được kết hợp thêm với mật ong, bạch chỉ là những thành phần mà cũng được coi là thần dược trong vấn đề kháng khuẩn hay tiêu diệt các virus vi khuẩn có hại cho đường hô hấp của chúng ta. Kết hợp thêm cam thảo nữa thì lại rất tuyệt vời, giúp cho chúng ta có thể long đầm loãng dịch nhầy để đưa được ra khỏi cơ thể những độc tố tích tụ ở trong phổi của chúng ta đúng không ạ? Đó là những thành phần được kể đến là đặc trị cho vấn đề hô hấp. Bên cạnh đó thì còn được kết hợp thêm rất nhiều các thảo dược quý khác như là hồng sâm, linh chi vân vân. Nó giúp cho bạn tăng cường sinh lực và tăng cường sức đề kháng, đẩy lùi được bệnh tật. Vì vậy khi bạn sử dụng sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế thì mỗi một viên sản phẩm này nó sẽ có tác dụng rất tổng hợp đến cơ thể của bạn, giúp cho sức khỏe của bạn tốt lên một cách rõ rệt, và đặc biệt là nếu như những bệnh lý về phổi của bạn nó sẽ được đẩy lùi ngay lập tức. Và một hộp sản phẩm này của chúng ta có 60 viên đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế và mỗi một viên tương đương với 3,75 gram. Vậy là chúng ta có 225 gram đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế đúng không ạ? Và khi bạn sử dụng sản phẩm này đúng và đủ liệu trình thì Nga khẳng định với bạn rằng các bệnh lý về phổi của bạn như viêm phổi, ho hen, rồi những triệu chứng về hô hấp khó thì bạn chắc chắn là sẽ điều trị được bằng sản phẩm này. Và sản phẩm này thì đang được Korea Shop 24 giờ phân phối rất nhiều và nhận được phản hồi của các quý khách hàng khi sử dụng rất tuyệt vời. Chính vì vậy, nếu như bạn đang gặp các bệnh lý về hô hấp thì bạn hãy sử dụng ngay sản phẩm đông trùng hạ thảo hồng sâm hoàng đế cho bản thân mình hoặc cho người thân trong gia đình mình đang mắc các triệu chứng như vậy. Nga tin chắc rằng bạn sẽ vô cùng hài lòng khi sử dụng sản phẩm này. Và để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm thì bạn có thể truy cập vào trang web Korea Shop 24 giờ mà Nga đã để sẵn đường link dưới phần mô tả video này, hoặc bạn có thể gọi điện trực tiếp tới số điện thoại hotline 0976 148 590. Các chuyên viên chăm sóc sức khỏe của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn chi tiết cặn kẽ về sản phẩm, giao hàng tại nhà và trên toàn quốc một cách nhanh nhất. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Chúc bạn thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại bạn ở video sau.